Cô chào các em. Trong tiết luyện từ và câu hôm nay, các em sẽ học bài mở rộng vốn từ, từ ngữ về loài thú, dấu chấm, dấu phẩy. Để học tốt tiết học, các em cần chuẩn bị sách giáo khoa tiếng Việt 2 tập 2, phiếu bài tập, bút. Cô mời các em mở sách giáo khoa trang 55 và cùng bắt đầu bài học nhé. Bài tập 1. Chọn cho mỗi con vật trong tranh vẽ bên một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Các từ chỉ đặc điểm: tò mò, nhút nhát, dữ tợn, tinh ranh, hiền lành, nhanh nhẹn. Trên màn hình, cô có tranh vẽ của 6 con vật. Cô thấy rằng các con vật này cũng khá quen thuộc với các em, vì có thể các em đã thấy được chúng qua hình ảnh, qua các bài học hoặc qua những đoạn phim tìm hiểu về thế giới xung quanh. Bây giờ, cô mời các em quan sát hình ảnh của chúng trong tự nhiên. Và bằng sự hiểu biết của mình, các em hãy đọc tên gọi của 6 con vật này. Sau đó, các em hãy chọn cho mỗi con vật trong ảnh một từ chỉ đúng đặc điểm của nó. Cô mời các em thực hiện bài tập này trong thời gian 3 phút. Bắt đầu. Và đây là đáp án. Cô mời các em quan sát và sửa bài. Đây là cáo. Cáo là loài vật đặc trưng có mõm dài và hẹp, đuôi rậm, mắt xếch, tai nhọn. Tinh ranh là đặc điểm của loài cáo. Đây cũng là đặc điểm nổi bật nhất của cáo mà chúng ta thường nghe kể qua các câu chuyện văn học dân gian. Đây là hổ, hay còn gọi là cọp. Đây là động vật ăn thịt rất nguy hiểm, có răng nanh và móng vuốt sắc nhọn. Hổ săn mồi rất giỏi, nên đặc điểm của chúng rất dữ tợn. Còn đây là con vật truyền cành mau lẹ, có cái đuôi bông, thích ăn hạt dẻ. Con gì thế các em? À, đây là sóc. Vì sóc hay di chuyển từ cành này sang cành khác rất nhanh và linh hoạt, giỏi leo trèo, nên sóc có đặc điểm là nhanh nhẹn. Tiếp theo là gấu trắng. Đây là con vật to khỏe nhất. Đặc biệt, chúng rất tò mò với vật thể lạ xung quanh. Vì thế, tò mò là đặc điểm của gấu trắng. Đặc điểm này cũng được nhắc đến trong bài tập đọc Gấu trắng là chúa tò mò, trang 53. Các em hãy dành thời gian tìm đọc thêm về tính tò mò của chúng nhé. Tiếp đến là nai. Vì nai là loài thú không nguy hiểm, chúng chỉ đi ven bờ sông, ăn cây cỏ, nên đặc điểm của chúng là hiền lành. Cuối cùng là thỏ. Thỏ là loài vật có đôi tai rất thính, chỉ nghe một tiếng động nhỏ thôi cũng làm thỏ hoảng sợ, bỏ chạy thật xa. Vì vậy, đặc điểm của thỏ là nhút nhát. Bây giờ, các em cùng đọc lại nội dung bài tập 1 với cô nhé. Cáo tinh ranh, thỏ nhút nhát, nai hiền lành, gấu trắng tò mò, sóc nhanh nhẹn, hổ cọp dữ tợn. Các em à, trong thế giới muôn thú vô cùng đa dạng và phong phú, mỗi loài vật đều có những đặc điểm riêng. Có con hiền lành, có con nhút nhát, có con dữ tợn. Nhưng chúng đều vô cùng có ích và đóng vai trò quan trọng đối với cuộc sống con người. Vì vậy, chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ chúng như giữ gìn vệ sinh môi trường, khi đi tham quan, không cho thú ăn các thức ăn lạ và chọc phá thú. Ngoài ra, cần nghiêm cấm tình trạng buôn bán, săn bắn, chặt phá rừng. Bên cạnh đó, các em có thể tìm hiểu thêm hoặc đọc thêm thông tin bổ ích về các loài vật qua sách báo và nói với người thân cùng tham gia bảo vệ loài vật nhé, để từ đó làm tăng thêm nguồn tài nguyên cho đất nước nha các em. Ngoài các con vật ở bài tập 1,
Các em hãy tìm một số đặc điểm của các loài thú khác mà em biết trong thời gian 30 giây nhé. Sau đây, cô sẽ giới thiệu thêm cho các em một số đặc điểm của các loài thú khác mà cô đã sưu tầm. Rùa chậm chạp. Chó trung thành. Khỉ tinh nghịch. Như vậy, qua bài tập 1, các em đã nắm được tên và một số đặc điểm của các loài thú. Bây giờ, chúng ta cùng sang bài tập 2 nhé. Bài tập 2, hãy chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống dưới đây. A. Dữ như. B. Nhát như. C. Khỏe như. D. Nhanh như. Bài tập có tên 5 loài thú đặt trong ngoặc đơn, đó là thỏ, voi, hổ hay còn gọi là cọp, sóc. Các em cho cô biết yêu cầu bài tập này có gì khác với bài tập 1? À, bài tập này yêu cầu chúng ta chọn tên con vật thích hợp với mỗi chỗ trống. Như vậy, ở bài tập này, các em hãy vận dụng những hiểu biết của mình về đặc điểm của các loài thú để hoàn thành các câu thành ngữ cho phù hợp nhé. Các em suy nghĩ và làm bài trong thời gian 2 phút nhé. Bắt đầu! Và đây là đáp án. A. Dữ như, hổ hay còn gọi là dữ như, cọp. Vì hổ là một loài thú hung dữ, muôn loài đều khiếp sợ với vẻ bề ngoài và bản tính dữ tợn, cũng như khả năng săn bắt mồi của nó. Nên ta có câu dữ như hổ. Dữ như hổ có nghĩa là chỉ người nóng tính, hung dữ. B. Nhát như thỏ. Vì thỏ là con vật có tính nhút nhát, vì thế ta có câu nhát như thỏ. Nhát như thỏ thường dùng để chỉ những người hay sợ sệt, rất nhát, không tự tin bày tỏ ý kiến hay khả năng của mình. Voi là loài động vật lớn nhất trên cạn, có thể nặng đến 12 tấn, là động vật ăn cỏ và rất khỏe. Đây là loài vật mà chúng ta đã được học qua bài tập đọc voi nhà. Ta thấy voi biết dùng sức mạnh của mình để kéo chiếc xe qua vũng lầy. Ngoài ra, voi có thể chở người, nên ta có thành ngữ khỏe như voi. Khỏe như voi là dùng để chỉ những người làm việc khỏe, có sức vóc. Vậy các em có muốn được khen như chú voi không? À, nếu muốn, các em hãy cố gắng rèn luyện tập thể dục thể thao để có sức khỏe như chú voi nhé. D. Nhanh như sóc. Sóc là loài thú hay chuyển từ cành này sang cành khác nhanh thoăn thoắt, nên ta có câu nhanh như sóc, ý nói về những người có động tác nhanh, tháo vát nhưng rất cẩn thận trong công việc. Bây giờ, các em hãy nhìn lại 4 câu thành ngữ và đọc cùng cô nhé. A. Dữ như hổ, hay còn gọi là dữ như cọp. B. Nhát như thỏ. C. Khỏe như voi. D. Nhanh như sóc. Các em à, những câu thành ngữ các em vừa tìm hiểu đều là những câu thành ngữ so sánh ví von dựa trên đặc điểm nổi bật của các con vật để viết những câu thành ngữ nói về con người khi khen hoặc chê một ai đó. Vì vậy, các em hãy nhớ là không nên dùng những câu thành ngữ để chê hoặc trêu chọc bạn bè, nếu không các bạn sẽ buồn phiền lắm đấy. Ngoài các thành ngữ trong bài tập 2, các em hãy tìm một số thành ngữ về loài vật mà em biết. Sau đây, cô sẽ giới thiệu cho các em một số thành ngữ về loài thú. Khỏe như trâu, chậm như sên, ăn như mèo, chăm chỉ như ong. Vừa rồi, cô và các em được mở rộng vốn từ ngữ về loài thú. Ở bài tập tiếp theo, các em sẽ luyện tập lại cách sử dụng dấu câu vào chỗ trống thích hợp trong đoạn văn. Chúng ta sẽ cùng sang bài tập 3 nhé. Bài tập 3,
điền dấu chấm hay dấu phẩy vào ô trống. Bài tập này có một đoạn văn và các ô trống như sau. Từ sáng sớm, ô trống, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Ô trống, hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ô trống, ngoài đường, ô trống, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, ô trống, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Các em hãy quan sát đoạn văn và cho cô biết có bao nhiêu ô trống cần điền dấu câu. À, có tất cả 5 ô trống ta cần điền dấu câu. Các em à, ở những tiết luyện từ và câu trước, các em đã được học và luyện tập về dấu chấm và dấu phẩy. Bây giờ, các em hãy đọc kỹ đoạn văn, sau đó điền dấu chấm hay dấu phẩy vào các ô trống đó cho phù hợp nhé. 3 phút cho các em suy nghĩ và làm bài. Và đây là đáp án. Cô mời các em theo dõi và sửa bài. Từ sáng sớm, phẩy, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Chấm, hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Chấm, ngoài đường, phẩy, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, phẩy, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Vừa rồi là các em đã điền tốt các dấu câu, vậy các em cho cô biết vì sao ở ô trống thứ nhất, thứ tư và thứ năm ta điền dấu phẩy? À, vì trước những ô trống đó là cụm từ chỉ thời gian, đó là cụm từ từ sáng sớm. Cụm từ ngoài đường và trong vườn thú là hai cụm từ chỉ nơi chốn, chưa phải là một câu nên ta dùng dấu phẩy. Vậy các ô trống còn lại, ta điền dấu chấm, vì sao? Vì các ô trống đó đã đủ ý và hết một câu nên ta dùng dấu chấm. Ngoài ra, các em lưu ý khi viết văn, sau dấu chấm thì phải viết hoa chữ đầu câu. Vậy, sau ô trống thứ nhất là dấu phẩy, vì sao Khánh và Giang được viết hoa? À, vì đó là tên riêng. Vậy là các em đã hoàn thành một đoạn văn hoàn chỉnh rồi. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại đoạn văn và chú ý ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu nhé. Từ sáng sớm, Khánh và Giang đã náo nức chờ đợi mẹ cho đi thăm vườn thú. Hai chị em mặc quần áo đẹp, hớn hở chạy xuống cầu thang. Ngoài đường, người và xe đi lại như mắc cưỡi. Trong vườn thú, trẻ em chạy nhảy tung tăng. Các em à, trong đoạn văn có từ mắc cưỡi, các em có hiểu không nào? Mắc cưỡi có nghĩa là mắc sợi trên khung cưỡi. Ở đoạn văn, người và xe đi lại như mắc cưỡi, có nghĩa như thế nào? À, người và xe đi lại như mắc cưỡi, có nghĩa là hoạt động qua lại đông đúc và nhiều chiều, không lúc nào ngớt. Qua bài tập 3, cô nhắc lại cho các em cùng lưu ý. Dấu phẩy ngoài dùng để ngăn cách các cụm từ chỉ sự vật, hoạt động hoặc đặc điểm, thì dấu phẩy trong bài tập này dùng để ngăn cách các cụm từ chỉ thời gian hoặc cụm từ chỉ nơi chốn với các bộ phận khác trong câu. Còn dấu chấm thì vẫn giữ nhiệm vụ là ngăn cách giữa các câu với nhau. Qua bài tập này, các em cũng cần lưu ý khi đi tham quan trong công viên hay vườn thú, các em nhớ không được trêu chọc các con vật và đặc biệt là không được chạy nhảy mà phải đi theo sát người lớn nhé. Bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô chúc các em chăm ngoan, học tốt. Hẹn gặp lại các em trong những bài học sau. Chào các em!